Hôm qua thì mình có làm live stream nhưng mà vì yếu mạng cho nên nó bị rớt liên tục. Nó rớt liên tục cho nên khi mà đưa lên thì thấy nó bị khúc nghe được, khúc không nghe được. Nên mình tháo mạng xuống rồi. Thì cái nội dung cũng chẳng qua là cái vấn đề là mình kể lại. Lâu lắm rồi mình không có lên mạng để mà tâm sự. Và mình cũng chưa có dịp để giải thích tại sao. Mình chưa có dịp để giải thích tại sao là mình không lên mạng nữa. Rồi một phần nữa thì mình đã để mọi việc nó lắng xuống. Rồi mình lo tập trung và sức khỏe, lo tập trung vào cuộc sống. Thì sau đó thì mình bị 4 năm cái trường hợp, 4 năm cái sự việc nó xảy tới cùng lúc. Bằng đó là mình bị cảnh sát gọi lên trên lấy khẩu cung. Rồi sau đó thì họ mới nói rằng là lại tại sao mình bị gọi lên và ai là người báo mình. Thì đó ai cũng hiểu rồi, đó chính là cái cô vợ dấu yêu của mình đấy, cái người mà mình đã đưa qua tới bên này và sau đó đi tố cáo mình. Thì khi tố cáo mình những cái lời toàn là vu oan không à. Chính vì thế mà mình mới không có quan tâm nhiều nữa. Mình bắt buộc phải giải thích cho cảnh sát, giải thích cho họ xong rồi và mình phải chứng minh rằng là những gì cô ấy nói hoàn toàn không đúng. Chẳng hạn như cô ấy có nói rằng là cái ông này ông đã làm mấy trăm cái video, cái nào cũng đe dọa tôi và cái nào cũng cũng nói xấu tôi. Rồi cô ấy đưa hết tất cả hình ảnh của tôi lên trên mạng, rồi cả ngày sinh tháng đẻ của tôi nữa. Và đây cả tên tuổi của tôi nữa. Và mình phải lại giải thích tại sao những điều nói đó không có thật. Mình chỉ nói đơn giản là khi mà mình phải chứng minh rằng là những cái lá đơn mà có chữ ký của cô ấy, tên của cô ấy về vấn đề ly thân ly dị, mình đã ký 3 lần rồi. Mình ký 3 lần 3 cái lá đơn đó, cô cũng đã ký. Mình phải chứng minh chứ không có cô bỏ rằng là mình nói xạo sống với cô mà cứ bỏ cô ấy đi vân vân. Thì bây giờ mình có buồn bã mình bỏ cô đi là bởi vì mình không muốn gây chuyện, không muốn cãi nhau thôi. Thứ hai nữa là mình đã ly thân rồi thì mình muốn làm gì mình làm. Và bằng chứng đây, tên của cô đây, chữ ký của cô đây. Mọi người ở dưới chỗ khu vực mình ở họ đều biết cái chuyện này hết. Họ nói rằng là mình không tốt thì mình đã phải chứng minh. Khi mình chứng minh như vậy thì cô lại lên mạng, cô lên cảnh sát, cô tố là mình đưa hình ảnh của cô lên, rồi mình đưa cả cái tên tuổi chữ ký của cô lên vân vân. Rồi một điều nữa thì cô nói rằng là mình đưa ngày sinh của cô lên này, đưa cả cái giấy lương của cô lên trên mạng luôn này. Thì mình có nói rồi là cô ta đến Na Uy này năm 2010 và mình là cái người mà đã nuôi cô từ 2010, 2011, 2012. Từ 2013 cô bắt đầu cô mới đi làm được có 90.000 đồng tiền Na Uy một năm, tức là tương đương với khoảng chừng 9.000 đô một năm. Thì làm sao mà cô có tiền cô mua nhà ở Việt Nam?
trong khi cô nói là tiền của cô ấy. Thì mới chứng minh rằng đó 3 năm trời đó thì tôi đâu có làm gì đâu. Tôi phải nuôi cô thì có lấy tiền đâu ra. Thì khi mình phải chứng minh bằng cái giấy lương của cô ấy thì cô ấy lại bảo mình đem giấy lương, giấy cổ của cô lên mình mạng, mình tung hết lên mạng, tung hết cá nhân của cô ấy lên. Tức là cô này cô gian xảo quá. Và nhiều khi mình ngồi mình kể như vậy á, là mình muốn nói cho mọi người biết rằng là cô ấy gian xảo và mình nó thì cứ phải chứng minh những cái gian xảo của cô ấy. Thì có nhiều khác, có nhiều người cứ bảo mình là vẫn còn nhớ vợ, vẫn còn thương vợ, cứ nói về vợ mãi. Cái câu nói này mình cũng mệt thiệt, chẳng muốn nói nữa. Một người người ta thương vợ ta, người ta phải cất giấu những cái xấu của vợ ta đi thôi chứ. Còn mình đâu có phải là thương hay ghét. Đây là mình chỉ nói rằng là một cái cá nhân này, nó không coi mình là chồng, và nó đưa mình ra tòa, nó đưa mình ra luật cảnh sát, thì mình phải chứng minh ngược lại, chứng minh ngược lại những gì mà cô ta nói bằng bằng chứng của mình có sẵn đây. Thay vì cô ấy thấy rằng là anh là anh có bằng chứng đúng rồi thì tôi chịu thua, tôi im lặng, thì cô lại lên trên mạng, cô tố cáo, lên cảnh sát cô tố cáo rằng là mình đưa hình ảnh của cô, đưa tên tuổi cô, đưa hết tất cả những thông tin cá nhân của cô lên mạng. Mình chỉ biết lắc đầu thôi, con người nó ghê quá. Rồi hôm nay cũng vậy, cô ấy đề nghị với lại luật sư rằng là tôi sẽ giữ con 100%, và cái người cha của đứa nhỏ chỉ đến thăm đứa nhỏ thôi, một tháng một lần thôi, đồng thời phải trả tiền nuôi con. Thì mình cũng nói với luật sư của mình rằng là ok thì thôi, bây giờ nếu cô vậy thì mình để cho cô giữ con. Mình chỉ đưa ra ba điều kiện thôi. Thứ nhất đó là cô ấy phải ở nhà khi đứa con xong học. Thứ hai là không được ngủ chung ba người trên một cái giường. Họ ân ái với nhau, họ sờ mó nhau, thằng bé đó năm nay đã 8 tuổi rồi. Nó nghe, nó biết, nó nhìn mà nó kể cho mình nghe. Rồi nó còn thấy mẹ nó ôm hôn nhau nữa. Nó đều nói cho mình hết, mình nói cho cô ấy thì cô không trả lời, cô im lặng. Xong rồi một điều nữa mình mong muốn là cô ấy không được quyền bắt cái thằng Na Uy đó đi đón con cho cô ấy để cô ấy đi làm. Rồi thằng bé nó, thằng đó giữ con nó từ lúc 1 giờ trưa cho đến 9, 10 giờ đêm. Thằng bé nó không chịu đi, không chịu. Bây giờ cô đòi cô giữ con không biết làm gì, trong khi mình bây giờ nghỉ làm từ sáng đến tối không làm một cái gì hết, ở nhà mình giữ con được mà cô lại danh dành cho mình làm cái gì. Thì mình nói ok, nếu ba cái điều kiện đó mình đưa ra thì cô mà chấp nhận thì mình sẽ để cô giữ con thôi. Và sau đó thì mình có nói với cô ấy nữa là nói với qua luật sư thì nói rằng là bây giờ tạm thời á cô ấy giữ con trong vòng 1-2 tháng để xem cô làm được cái điều đó không. Nếu cô không làm được điều đó thì mình sẽ giữ đứa con lại. Còn nếu cô tiếp tục có giữ được vậy thì mình để cho cô giữ luôn, mình không có tranh giành nữa, bởi vì mình cũng sẽ không còn ở đất nước này. Thì cô không trả lời gì hết. Rồi cô chỉ nói rằng là gửi mình cái tin nhắn, cô nói rằng là ngày mai hay ngày gì đó tôi đến đón con và tôi giữ con. Mình nói ok vậy thì cô giữ luôn đi. Mình nói cho cô như vậy, mình viết cho cô bằng giấy trắng mực đen là hoàng. Cứ thế là hôm nay cô lại lên trên cái sở bảo nhi, cô nói rằng là mình trên giấy tờ là mình giữ con 60%. Bây giờ mình bỏ mình đi, mình ném con lại cho cô phải giữ. Rồi cô cảnh cáo là mình đã phạm pháp rồi đó. Trời ơi là trời, trong khi nó năn nỉ, nó bảo nó giữ con 100%, nó giữ luôn. Rồi nó còn viết cho mình cái tin nhắn là nó sẽ đón con về nó giữ. Rồi đồng thời nó cũng đòi hỏi rằng là mình phải trả tiền nuôi con. Mình nói cứ việc làm đi thì tôi đưa cho cô. Mà bây giờ nó lại nói ngược lại rằng là mình ném con cho nó. Rồi ném con cho nó để nó giữ xong rồi mình đi. Trong khi mình điên đầu rồi mình bỏ chạy để mình cứu sống cái mạng của mình. Thì nó không có thấy mình đau thương đó mà nó quay lại nó tiếp tục nó công kích. Nó bảo mình vô trách nhiệm. Mình biết thằng bé không bao giờ chịu theo nó, nhưng mà nó cứ thế, nó đòi thì mình thôi để chịu thôi. Giờ
cứ hai người cãi nhau trước mặt thằng bé thì đâu có thể chấp nhận được, mình chấp nhận thôi. Khi mình chấp nhận như vậy thì bây giờ cô ta đứng trước cái chọn lựa, đó là bắt buộc phải nghỉ làm để mà giữ thằng bé, chứ không thể nào đưa thằng bé đến chỗ tiệm sushi đó mỗi ngày được, và cũng không thể nào đưa thằng này nó giữ con hàng ngày được, bởi thằng này nó nhất định nó không chịu giữ đâu. Nó là một cái thằng đàn ông lười mà đầu hói bụng to, năm mươi mấy tuổi mà vẫn chưa có tới người vợ. Nó không lấy vợ là bởi không có con, là bởi nó sợ nó gánh trách nhiệm. Nhưng bây giờ có con gái Việt Nam mà đem thân hiến cho nó thì nó cứ việc cứ chơi thôi, chơi miễn phí mà. Nhưng mình nghe nói đâu là bây giờ mình nghe nói thôi, đó là thằng này nó có thuê, nó có mua một căn hộ, nói là thợ chụp hình dạo thôi, thì có thuê một, nó có mua cái căn hộ, nó trả tiền từng tháng một, nó gọi tiếng ấy, nó gọi là down payment. Thì bây giờ nếu mà cô này cô dọn về nhà nó ở thì xem như là cô phải chia tiền cho nó, một tháng chi phí ăn uống nhà cửa điện nước bao nhiêu thì cô phải chia làm đôi, đồng thời là tối đến thì phải phục vụ miễn phí cho nó. Cô này cô là cho lẽ cô không muốn, cô không, cô thấy cái sai của cô rồi mà cô rất là im lặng, cô hay lắm, không không bao giờ lên tiếng, đau không lên tiếng mà vui không lên tiếng, cười không lên tiếng, cô im lặng. Chính vì cái im lặng của cô nó đã là cái vũ khí của mình từ xưa đến giờ, vũ khí chống mình từ xưa đến giờ mình không biết. Cái sự im lặng của cô rất là nguy hiểm, cho nên bây giờ mình thấy rằng là khi nào mà cô cần thiết nhờ vả cái anh chàng này chở đi đâu đó thì lúc đó thì cô mới hiến thân thôi, rồi lúc đó thì anh chàng này chở cô hay chở thằng bé đi đây đi đó. Mà thằng bé thì đã nói rồi, ba ơi con không có ở với mẹ, con ở với ba thì vui hơn, con ở với mẹ sao nó khác không giống ba, tại vì mẹ chỉ có dẫn đi ra ngoài siêu thị mua đồ xong rồi đi về, rồi mẹ lúc nào cũng khó chịu hết, tối ngủ mà con mà có lăn lộn một chút xíu á, thì mẹ lại bực bội, mẹ mắng mỏ xong rồi không cho con được, không để cho con được ngủ, con không dám ngủ, bởi vì con ngủ mà con lăn lộn nữa thì mẹ lại mắng nữa. Đó, thằng bé nói như vậy. Rồi nó bảo rằng là mỗi lần mà con làm cái gì á mà cái anh chàng bồ của mẹ không có hài lòng là mẹ cứ bắt con xin lỗi, mà chẳng biết tại sao không xin lỗi được. Rồi nó cũng nói là ba ơi con muốn ba đến đón con, nhưng bây giờ mẹ không chở con về, mẹ không cho con đi đâu hết, thì con làm gì bây giờ ba? Đó là những tiếng kêu van của con nít mà mình hoàn toàn mình bất lực, mình không làm được gì hết. Mình chỉ thấy rằng là người mẹ này muốn đạt được cái mục đích của mình thì bất chấp mọi thứ, bất chấp không có bất chấp và không có cần biết rằng là con của họ của cô ấy đau khổ như thế nào. Giống như mình bây giờ mình đau đớn, mình phải bỏ công ăn việc làm, bỏ nhà cửa, bỏ hết tất cả, thậm chí phải bỏ cả đứa con để mình chạy đi thật xa để mình được 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 thoải mái một chút cái đầu óc, rồi sau đó rồi mình khỏe khoắn lại rồi tinh thần mình ổn định rồi mình mới về nhà được. Mình đã nói với cô ấy rằng là tôi đang cần như vậy, thì người ta trả lời một cách rất là vô lương tâm, rất là ác độc, bảo rằng là mình ném con cho cô ta rồi sau đó là mình đi du lịch chơi, mình đi
sang nhà người này người kia chơi. Mà nhiều